Chiều ngày 9 tháng 7, đoàn kiểm tra Ủy ban Nhân dân quận kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015, thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hiện các nội dung về phân cấp quản lý nhà nước, bảo vệ bí mật nhà nước, tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban Nhân dân phường Văn Đầu. Đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận chủ trì buổi kiểm tra. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Văn Đầu chưa nhận được phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính. Đến hết tháng 6, phường tiếp nhận, giải quyết xong 1.318 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đạt 97,26%. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng hạn. Ủy ban Nhân dân phường niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị số điện thoại đường dây nóng về thủ tục hành chính, danh sách công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa, phường áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp vào công tác văn thư, phục vụ cho hoạt động quản lý và điều hành chung của các cấp lãnh đạo. 100% cán bộ, công chức trong diện kê khai đã thực hiện kê khai và báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập. 100% công chức ký cam kết không gây phiền hà xét nhiễu tiêu cực và được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa. Quy chế quản lý tài sản công, dự toán ngân sách năm 2024 quyết toán ngân sách năm 2023 các khoản phí, lệ phí được niêm yết công khai. Ủy ban nhân dân phường ban hành đầy đủ nội quy, quy chế, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và niêm yết công khai tại bộ phận một cửa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định. Trên địa bàn không có hoạt động mê tín dị đoan, tụ tập trái phép đông người, không có sinh hoạt tôn giáo ngoài cơ sở thờ tự trái phép. Các đình, chùa đều có báo cáo, đăng ký, thông báo chương trình hoạt động. Đoàn kiểm tra lưu ý Ủy ban Nhân dân phường Văn Đầu ra soát danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, tiếp tục kịp thời cập nhật các văn bản mới ban hành để triển khai thực hiện, tuân thủ nghiêm túc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001 2015, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Phong Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận nhắc nhở Ủy ban Nhân dân phường Văn Đầu cần nhanh chóng khắc phục các tồn tại, thiếu sót đoàn kiểm tra Ủy ban Nhân dân quận đã chỉ ra nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức, tạo chuyển biến rõ nét về công tác cải cách hành chính, lấy tổ chức và công dân làm trung tâm, ủy ban nhân dân phường bám sát tiêu chí bộ chấm điểm cải cách hành chính, nghiêm túc thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao chất lượng, trình độ cán bộ, công chức, ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.